Mặc dù trong những tháng đầu năm, dòng vốn đầu tư từ Trung Quốc vào Việt Nam có tăng trưởng mạnh, nhưng nhìn vào cả quá trình tăng trưởng, dòng vốn đầu tư này không khác biệt nhiều so với các nước khác đầu tư vào Việt Nam lẫn về công nghệ và vốn. Đây là nhận định của các chuyên gia tại hội thảo công bố kết quả nghiên cứu nhận định về vốn đầu tư của Trung Quốc tại Việt Nam do viện nghiên cứu kinh tế và chính sách vừa tổ chức tại Hà Nội. Theo báo cáo, thì dòng vốn FDI của Trung Quốc và Việt Nam tăng qua từng năm, song còn chiếm tỷ trọng tương đối nhỏ so với các nhà đầu tư đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc. Tuy nhiên hiện nay Việt Nam đang phải đối mặt với một số thách thức lớn trong việc thu hút dòng vốn từ nhà đầu tư Trung Quốc. Dòng vốn FDI từ Trung Quốc có thể khiến Việt Nam trở thành cứ điểm hàng hóa của các doanh nghiệp nước này nhập khẩu hàng hóa vào Việt Nam và sau đó xuất khẩu sang Mỹ và các nước châu Âu. Điều này có thể vô tình làm cho Việt Nam vi phạm các cam kết về xuất xứ hàng hóa. Do đó các chuyên gia cho rằng Việt Nam cần tăng cường công tác quản lý đối với các hoạt động đầu tư FDI và hoạt động khác liên quan như môi trường, lao động di cư, khai thác nguồn tài nguyên một cách bền